Thưa quý vị, không nằm ngoài những cơn sốt nóng của thị trường bất động sản, nhà biệt thự liền kề có giá trị lớn không ngừng tăng giá trong 3 năm qua. Theo một báo cáo thị trường mới đây, do nguồn cung khan hiếm nên nửa đầu năm nay đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh ở giá bán thứ cấp. So với năm 2018 thì giá bán biệt thự đã tăng gấp đôi, giá liền kề cũng ghi nhận tăng 67%. Đáng chú ý là các dự án tại phía Tây Hà Nội đang nóng lên trong thời gian qua, dù thời điểm này thị trường đang trầm lắng. Tiểu mục Giỏ hàng xin gửi tới quý vị những hình ảnh chân thật nhất của một trong những dự án có mức giá tăng mạnh trong thời gian qua. Tại khu vực phía Tây Hà Nội, một trong những dự án được nhiều người quan tâm là khu đô thị Gelasinko, Lê Trọng Tấn, thuộc địa phận huyện Hoài Đức và quận Hà Đông. Do tập đoàn Gelasinko làm chủ đầu tư, khu đô thị được quy hoạch trên tổng diện tích 135 ha với mật độ xây dựng là 35%. Khu đô thị có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục, công trình công cộng, trường học, mẫu giáo, trung tâm thương mại, công trình văn hóa, công viên cây xanh, khu vui chơi và đáng chú ý là công trình nhà ở, bao gồm nhà liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự và căn hộ. Cùng với đó, vị trí dự án kết nối khu đô thị vệ tinh như Nam An Khánh, Bắc An Khánh và Dương Nội. Theo ghi nhận, hiện tại tỷ lệ lấp đầy của dự án tại phân khu C, D còn chưa cao, nhiều biệt thự, shop house còn bỏ trống, chưa có người ở. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại các phân khu đã được hoàn thành. Theo môi giới bất động sản tại khu vực, căn nhà liền kề đã xây dựng 3,5 tầng. Tại khu A, B, C, D của khu đô thị này đang được giao bán trung bình từ 85 đến 130 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Trong khi đó, giá đất các căn liền kề này khoảng năm 2019 chỉ dao động từ 28 đến 48 triệu đồng một mét vuông.